Qatar đâu, với Roman Qatar. Cần thế. Hoàng Cần không tì vết. Như kiểu là đen không tì vết vậy. Chỉnh chưa? Không biết được. Ốc lọc lọc. Tố một tí nữa rồi. Vâng, các bạn ấy lọc bất tận hưởng. Lọc bất tận hưởng rồi. Từ Nguyễn có sư tử lùa con hươu về tận nhà cho em thủ Gunny. Lọc thế à rời. Thế này tí cứ ra thẳng thẳng là ngược con sư tử và tìm mấy hươu rồi. Vâng, lọc lá Cabana dành cho game thủ Gunny trong trận đấu này rồi. Và liệu có phải một trận đấu mà các anh sẽ nối đầu trở lại không? Thắng 3-0 liền rồi, làm sao tua lại trả lại hết đi. C này thắng nốt 3-0 trắng nữa đi, cho nó đúng với đánh nhất là kèo đấu này mình cửa trên hoàn toàn. Đấy, tôi bảo là hai con sư tử, hai con sư tử đuổi một con hiêu. Bảy hiêu đầu đây, là hai bảy hiêu luôn dành cho thủ Gunny. Còn hốc ở đâu mới là quan trọng. Thôi nhà mình có cơm gì nhỉ? Cơm này ăn với gì á? Alo? Và cái thủ Gunny đang bị bận cái gì vậy? Đá thử sang lại Gunny thôi. Một bài Gunny vào bên lớp season tôi nghĩ là cũng tương đối chuẩn thôi. Bên dưới kia biết là rừng là cái gì, dường như là cái thủ Gunny và người đánh lô rừng. Phô phải đánh lô rừng rồi. Yes. Vòng phút thứ 6 mà có được chiếc bé đầu tiên và có một con voi. Không, ai đang câu voi rồi. Vâng, ai đang câu voi của cái thủ Gunny rồi, hỏng rồi. Vâng, nó một cầm quân gì và câu mất con voi của thủ Gunny rồi. Qatar thì phải, nếu mà đấy phim lợn bảo vệ thì thủ Gunny là người đầu. Vâng, đầu cánh thủ Gunny là thủ nó một cầm Qatarian. Vâng, bên kia là cái thủ vây lớp người đối đầu với Roman của BB. Van lớp. Vâng, 2-3 dân kích đi. Vâng, 7-40 với 23 nông dân của Qatarian. Bảy hiệu mấy con. Kéo nông dân ra. Vâng, bắt đầu là ôm thực. Ôm thực đi, khi mà lượng gỗ tôi nghĩ cũng sẽ đủ thôi. Không biết gần đi có đủ đồ mà lên đời không trong trận đấu này thì cầm phô. Nghiệt thế nhở. Vâng, Gunny cuối 8 có thể kích đời. Ở đây quả phụ.
Vâng, đối đầu với đôi một, tôi ổn được hai quả phụ liền. Vâng, quan trọng là đồ ăn nữa thôi. Đồ ăn đó là tôi vài lên muộn nhưng mà lực khỏe của cầu thủ Gandhi. Và đối đầu với nô 1 cầm Gatha thôi. Xem cầu thủ Gandhi có chống lại được cầu thủ nô 1 không. Về lớp tôi nghĩ cũng sẽ cân được cầu thủ BB thôi. Khi bài cầu thủ về lớp cũng lên là tôi nói chuẩn. Chuẩn bị đóng nha. BM về lớp sẽ kích khoảng sang 10 thôi. Tầm 10 bao nhiêu, tầm 10 rưỡi hoặc tầm 12x thôi. BL đóng đi. Gõ nhanh tay được chút nào. Vâng. BB chưa lên đời, bên kia 4-1 lên đời, nó một người đầu cánh em thủ ăn đi. Kích. Vâng, 10-20. Ờ, 10-32 với 23 nông dân. Ra ruộng. Gắn đi, 26. Vâng, xem ăn đi đóng nhà kiểu gì. Bên đội bạn là nhà em thủ nó một lên đời rất sớm. Vâng, Gandhi sẽ kích khoảng cuối 11 đầu 12 cơ. Bảo với lớp bơm đồ nha em Kim. Gặp Bi rồi. Thế là game thủ về lớp người gặp Bi. Vâng, Kata thủ về lớp vẫn chưa gặp ai. Không biết game thủ BB là người đang có dân ở phía 1 giờ. Vâng, Gandhi, BB đang có nông dân ở phía 1 giờ trong trận đấu này. Đây, vâng, đang chọc vào. BB lên đời rất chuẩn, các bạn thấy được như vậy. BB đến 25 dân Roman. Không biết là game thủ Gandhi có cước này nổi không. 26. Vâng, Gandhi vẫn đang tươi. Ô, Gandhi đang bò cực kỳ rộng. Và bây giờ cản mặt rất nhiều những tôn chém của game thủ màu 4 đi. À, màu 3, nô 1. Nô 1 đang phải đi vòng trận đấu này. Vâng, về lớp phải là người chọc tốt vào nhà em thủ BB thì mới tươi. BB là người đánh 25 dân và đánh 2L. Đóng phù thủy đi, đóng phù thủy thôi. Phù thủy. Vâng, 21 trên 44 và tham lại của thủ về lớp vẫn đang cần lại với thủ BB. Đây, vào đây. Nhanh tay quá thể luôn. Cái tên mà em thủ về lớp không tỉnh táo thì cả đang đấy đây không sao. Đấy thì ra là đây. Vâng, cứ kìm thôi. Và bây giờ thì em thủ về lớp đang cân lại với em thủ BB thôi. Gunny 26 bây giờ đang khỏe lại trở lại thôi. Bỏ e vào. Đã kín xong chưa. Nâng thủ chưa? Gunny nâng thủ chưa? Không được. Gunny. Vâng, con giò con lạc đà chỉ có một cái thủ một cái công thôi. Có bánh xe. Nâng thủ luôn, không ai bảo em thủ Gandhi nâng thủ luôn. Về lớp thì có thể cân lại được em thủ vâng BB, khả năng em thủ về lớp còn khỏe BB cơ. Khi mà bên lớp đang có một bài khung nhà và có phù thủy thủ. Gandhi 20. Làm thao. Thế bây giờ thì đang cản mặt. Nô 1 coi như phế trận đấu này. Vừa chỉ chém một vài tên thôi. Không. Bánh xe 19 sóng bơm trận đấu về lớp. Ôi hơi khó hiểu. Một vài đứa này về lớp đang làm quá tham khung nhà. Phóc thêm phù thủy ra. Gandhi phải là người cân bản đồ trận đấu này. Đây là phù thủy của em thủ mà 4 công sang. Có cả ca công. Nô 1 đã đánh đủ thể loại. Vâng, ok tuần này luôn. Hơi yếu gỗ. Và lớp 16. Vâng, về lớp đang có một tuần công đi. Không biết game thủ ăn đi có thủ được nhà không. Đúng là thừa một pha tổng công ca hợp lý của game thủ nô 1. Tên này thủ lại thoải mái rồi. Thủ được. Vâng, bắn liên thủ BB cũng là có bánh xe rồi. Và bây giờ thì bên lớp cũng sang đây. Bên lớp cũng đang chọc vào nhà thủ. Không, phủ đen đi. Không phủ được, phủ luôn được hai con. Quá khó hiểu. Đây là thủ Gandhi tham này 26. BB 1 công cả phù, công cả vâng công cả ca.
nâng giáp 4 luôn để có thể một trận đấu mà vâng khỏe. Tham lai thủ Gunny đang tương đối to, không biết là một cái bánh xe chưa. Đẩy tên này nó một chiếc bánh xe. Công ca chưa có bánh xe. Ừ, chưa có bánh xe. Đổi mạng luôn. Vâng, đổi mạng thì tươi khi mà game thủ nó một không kinh chết được game thủ về lớp. Trong chết luôn. Chưa được. Nó một vẫn đang rất nhiều đặc đà. Rất đông thủ chết rồi, bị bắt tân quân này rồi. Và lớp đang hồi lại. Thế trận vẫn đang rất căng. Thế trận đang cực căng và khả năng tham lai thủ Gunny với người đang to nhất bản đồ. Đá còn cùng rồi, đã là thủ 4 rồi. Tươi lắm, cùng rồi thủ 4 khác biệt lắm. Dân nông dân ở nhà, Gunny nông dân ở nhà. Không ai bảo. Đây rồi. Đây thủ về lớp 29 vẫn đang tươi lắm. Bây giờ BB chết rồi, không sao, đổi mạng với nhau cả. Vâng, cứ để cho một mình cái thủ về lớp khỏe, Gunny khỏe được rồi. Furhan chém mình luôn. Luôn. Đỏ không? Ờ, được luôn, không được, đen. Được một con thì không sao. Bây giờ Gunny tự cân bản đồ được, tham lai 38 đẩy phát chết. Không kêu được. Gunny vẫn đang hơi ảo. Gunny đang có những pha của mình rất ảo. Vẫn có thể thủ được. Van lớp chỉ cần tham lai thủ vẫn được. Vẫn có thể nở được là tươi rồi. Vẫn phun một lượng đà rất nhiều. Giữ quần là rất tốt đến từ về đất trong trận đấu đầu tiên này. Vâng, trận đấu này thì Gunny phải là người cân bản đồ. Gunny phải là người cân bản đồ. Vâng, nó bột yếu lắm các bạn thấy như vậy. Vâng, ra ruộng nhưng mà chưa lên bánh xe. Vâng, 32-76 tầm này thủ Gunny đánh cùng đầu thủ 4. Vâng, một trận yếu tham rất cần các bạn thấy như vậy. Quan trọng là bên mình có cùng đầu. Vâng, vậy lớp vẫn thể hồi được. Ba mươi lăm đang bị những con lạc đà của thủ nó một đang quá trâu. Lạc đà của thủ nó một cực kỳ trâu trận đấu này luôn. Vậy e đi, đá có bánh xe không được, quá đông những con lạc đà của game thủ màu ba. Nhưng mặc dù đây là giáp 4 nhưng bây giờ thiêu thì mình sẽ mất quân. Xem 4 được tí phải. Hỏng rồi. 22. Về lớp đang đi, vâng, về lớp đang cho BB mất nhà. Gunny đánh trận này thật sự yếu, tôi hiểu được. Anh cứ đứng thủ tại nhà thôi, mặc gì đi công làm gì. Đứng thủ tại nhà người ta mới phải đi công mình, nhưng sao anh phải đi công làm gì không biết. Trận này Gunny mới là người phải ở nhà. Vâng, Gunny phải ở nhà, đứng thủ nhà là tươi. Không hiểu nổi sao anh cứ đi công tham công làm gì. Rất khó chịu, bạn thấy như vậy. Không hiểu Gunny đánh kiểu gì trận đấu này luôn. Bản lớp 22 cố gắng đi vào nhưng nó một bài là quá khỏe rồi. Chém 4 rồi thì phải. Trận đấu này tôi khó hiểu thủ Gunny, cái hốc này quá đẹp. Nó anh thủ xong nhà anh chỉ đứng thủ ra. Vâng, đứng thủ to ra mà đợi một kích quân giờ cung đờ là bắt đầu lao vào. Không hiểu nổi đánh kiểu gì trận đấu đầu tiên này. Và lớp đang phải đi vào. Và lớp đang phải đi vào những nhà thủ màu 3 để có thể giảm áp lực. Nhưng bây giờ thì màu 3 là người nguyên nhà. Tôi cố hiểu thủ Gunny luôn. Bài là quá cái ông là quá đẹp mà thủ lên muộn đâu. Chém 4 rồi thì phải. Chém 4 rồi. Vâng, về lớp đang cố gắng để giảm áp lực cho game thủ Gunny. Nhưng Gunny trận đấu này thực sự là đánh quá lôi. Tôi... 20. Về lớp vẫn đang quần thảo cả hai nhà để giảm áp lực cho. Vâng, đánh kiểu này thì mình bất lợi hơn quá nhiều. Đánh người này là mình là người bất lợi hơn quá nhiều.
rất khó hiểu. Làm turn dummy không? Làm turn dummy cho nó khác biệt. Gunny nở ra 29/84. Nó một vẫn đang rất trâu lạc đà, các bạn nhìn thấy là như vậy. Timeline vẫn có thể đánh được. Timeline nó một tầm 38/40 rồi. Vâng, Gunny trận đấu này một trận đấu tốt tiêu. Vâng, giờ về lớp có một cái y thì tươi. 21 Alo. Vâng, trở lại trận đấu này thôi. Tham lai đi bắt đầu nở dần ra. Tập 37. Vâng, 11. Vâng, kinh khủng. Tham lai càng đánh càng đè. Bên mình là không còn hồi nữa. Đồng ý. Đồng ý mới được quan trọng. Giờ phải là người đâm mi vào nhà game thủ màu vàng. Vâng, có một vài con đi có giáp thì game thủ ăn đi thì sẽ tươi rất nhiều. 40. Đánh mình là người bất lợi rất nhiều. Rồi bây giờ bên đội bạn là hai người phát triển. Roman của BB vẫn là người hồi rất mạnh. Nô 1 của Nguyễn Thịnh Nguyên Khổ tại nhà. Vâng, nguyên lớp sau này chỉ là 14 thôi. Đang đi quả bản đồ. Nô 1 đang quá khỏe. Các bạn thấy nhìn thấy bài đến thủ nô 1 chém là quá kinh khủng. Tâm này chém của thủ nô 1 được. Không biết là phải là vâng, gần bằng cả hai cái thủ bên phía Gunny và nơi cộng vào. Vâng, gần bằng như cả hai cộng vào luôn. Chỉ có Gunny thi đấu thôi. Vâng, có đánh được không mới được quan trọng. Bên đội bạn là hai người là quá khỏe. Lên cung ai cũng hợp lý thôi. Nhưng quan trọng bên đội bạn là người hai người đều khỏe, cực kỳ khỏe dành những thủ đô 1, còn BB là người đang hồi lại. Bên lớp đang đi quản bản đồ thôi.